Anh cho em hỏi là khi nào thì hóa đơn nhập khẩu đã được thông quan và trong cái tờ khai hàng hóa tính thuế nhập khẩu chỉ theo giá gốc, còn cái tờ khai hàng hóa thì tính theo thuế nhập khẩu theo giá đã được nhà cung cấp chiết khấu rồi biên khai hải quan. Hóa đơn thì khi thuế quyết toán thì sao không? À, cái trường hợp này là hình như hôm trước bạn có hỏi trên nhóm rồi. Có nghĩa là bạn mua hàng ở bên nhà cung cấp ấy. Thì bây giờ nó có cái trường hợp này. Căn bản thì bạn ký một cái hợp đồng bạn mua hàng ở bên nhà cung cấp. Thế sau đó thì bạn được chiết khấu, bạn được chiết khấu. Thế sau đó thì quay về, hải quan của chúng ta lại áp trên cái giá ở trên hợp đồng, thì đúng quá gì nữa. Thế là họ phải lấy cái giá ở trên cái hợp đồng để ra tính thuế. Thế vậy thì bây giờ ấy là cái phần phần này thì bản chất thì nên tính như nào cho nó đúng ấy. Thế thì nó như thế này nhé, lúc mà bạn bạn trên cái hợp đồng mua ấy, đúng không? Hợp đồng mua ví dụ như là một 10 tỷ đi, 10 tỷ tiền hàng, thế xong về thuế nhập khẩu 10% nữa, ví dụ như thế là nó là 11 tỷ, sau thuế giá trị gia tăng 10% của cái thằng này là 1,1 tỷ đấy. Thế nhưng mà trong trong cái việc là gì, vì bạn nhập khẩu cái này cho nên là bạn được chiết khấu, bạn được chiết khấu là 5% đi, ví dụ như thế. Thì thực tế là cái tiền hàng 10 tỷ thì thay bằng bây giờ là bạn có 9,5 tỷ thôi. Thế bây giờ cái giá của bạn khi mua vào ấy thì bây giờ bạn đang tính như thế nào, tính thế nào cho nó đúng. Thế thì trong thực tế là cái việc mà bạn đang bị áp thuế theo đúng cái giá của hợp đồng ấy, ở đây nó sẽ có hai cái. Cái thứ nhất là bạn có thể thực hiện theo phương án như này này, có nghĩa là bạn chỉ lấy cái 9,5 tỷ thôi, là tiền thật bạn chi trả cho người ta, là liên quan đến thanh toán của ngân hàng mà, xong bạn cộng với cái thuế thuế nhập khẩu là 1 tỷ nữa thì thành 10,5 tỷ đấy, bạn nhập kho bạn tính cho cái giá đó. Thế còn cái phần chênh đấy thì nó có chứng từ kèm theo để giải thích cái vấn đề đó rồi. Đấy thì như vậy là hợp lý nhất. Đấy, thế còn có thể có phương án thứ hai nữa là bạn tính cái theo cái phương án là giá mua của bạn, thế còn cái phần mà bạn được chiết khấu bạn bạn cho vào thu nhập khác để nó bù trừ cái thằng kia đi, thì cái đấy nó cũng được. Thế nhưng mà theo tôi thì bạn nên tính trừ đi cái phần kia, cộng trừ đi cái phần bạn được chiết khấu tiền thật bạn chi trả cộng với cái thuế, tại vì nhiều khi cái thuế nó bị áp cao hơn cái thuế, cao hơn cái thực tế mà bạn đang trả cho bên người nước ngoài cũng là có mà. Đấy thì nên tính như thế nha. Hy vọng rằng các cái nội dung video của chúng tôi sẽ mang lại những cái nội dung hữu ích cho quý vị và các bạn. Các bạn hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào nút chuông để nhận được các video sớm nhất từ chúng tôi. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào các video ở trong kênh của chúng tôi nhé. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn.